Nói thèm cà phê thì em dẫn đi cà phê. Sao không muốn đi mà ngồi thừa lừ nhìn em hoài? Bộ mặt em có dính gì hả? Nhiều lúc á, anh thấy phụ nữ giống ly cà phê đen, đàn ông nào cũng khoái, còn có chất kích thích làm cho đàn ông ghiền luôn mới ghê chứ. Không có thì thèm thuồng nhỏ cả dải, mà có thì sung sướng gì đâu. Uống vào thì nó đắng nghẹn họng, sử dụng quá liều thì còn nhức cái đầu. Vậy mà anh nào cũng lao đầu vào. Anh nào anh ấy y chang như nhau, ham chơi dữ lắm. Cà phê làm cho mình phê khi sử dụng, vợ làm cho mình phê đắm phê đuối cả đêm. Chỗ nào có phê có tê là đàn ông lao vào ngay. Lao vào rồi á, sau đó thì thở than, bắt than lên hỏi ông trời, kiếp này trả nợ khi nào mới xong. Người ta nói á, chết vì gái là cái chết êm ái. Trả giá cho cái cảm giác êm ái sao mà đắt quá, phải chấp nhận hy sinh cả đời trai. Đôi khi á, thấy vợ như là sữa tươi nha, hút mãi mà vẫn không được giọt nào. Vậy mà cứ ráng, đêm nào cũng hút, lấy hút để hút đến nhọn cả mỏ. Vậy mà cứ thèm sữa hoài không chán. Đúng, sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ có râu mà. À, vợ anh còn giống nước ép trái cây, loại trái cây quý mọc ở vùng cao, phải hì hục bò trường leo trèo mới tới được. Có hôm thở chẳng ra hơi nhưng phải ráng bườn mò mẫm trong bóng tối, hì hục vồ lấy cặp quả cho bằng được. Dù muốn hay không á thì tối nào vẫn phải hoàn thành bài bò trường này, không thì hôm sau mặt vợ nặng mà nhẹ hằng học lắm. Trong các loại trái, anh thấy vợ giống như nước chanh nhất, chanh chùa đành đá lắm. Nhờ vậy mà anh có cơ hội rèn luyện đức tính nhẫn nhịn, rèn luyện khả năng chịu đựng, chịu đấm ăn xôi. Đôi khi thấy vợ cũng giống rượu vang, uống rượu vang là cả một nghệ thuật nha. Thưởng thức vợ cũng y như vậy, phải nhẹ nhàng, phải chậm chạp mới dễ dàng đưa vợ lên tới cực đỉnh, bay bổng lưng lưng. Nhưng tới giai đoạn cuối, giai đoạn về đích phải quyết liệt, mạnh bạo nha. Giai đoạn này mà cứ chậm chậm chọc ngứa là dễ bị đá xuống giường lắm đó. Nói thế thôi chứ vợ anh hơn hẳn mấy loại thức uống kia, không chỉ đem lại sức khỏe mà còn tốt cho cả tâm sinh lý của chồng. Vợ giống nước gì không quan trọng bằng việc chỗ nào cần nước thì phải có nước. Nước dồi dào, nước ao ao thì càng tốt. Đàn ông không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ lỗ hết nước. Nước đó càng lên láng thì càng đắm đuối ngất ngay, có chết cũng mãn nguyện.